Nhưng mà đêm tới thì nói mẹ ơi mẹ ngủ với con đi, mẹ ơi mẹ ôm con đi, mẹ ơi mẹ hung con đi, hôm nay mẹ đi đâu vậy? Có nghĩa là những lúc mà mình gần gũi quá nhiều thời gian với bé thì thật ra là bé thích trong lòng, có nghĩa là thích thì thích tình cảm mẹ con, nhưng mà áp đặt vô những cái mà mẹ đưa ra để mình phải thay đổi quá nhiều cùng một lúc thì bé nó mệt. Nào, thực ra cái câu chuyện mình cảm nhận thì nó lại là hai câu chuyện riêng biệt nha. Tức là bé vẫn cần mẹ, bé vẫn thích mẹ và muốn tìm mẹ, bởi vì đó là nhu cầu rất là chính đáng của một em bé, dù là đã ở độ tuổi 11 nhưng người ta vẫn là em bé thôi. Nhưng cái chuyện ví dụ như mẹ hẹn con là 2 giờ mới học bài thì 2 giờ hãy học, nhưng 1 rưỡi đã dựng đầu bắt học rồi là người ta không có chịu. Đúng rồi, lâu quá đâu được đến trường đâu, đâu được gặp bạn đâu, mà nói chuyện với bạn có mấy phút à mẹ cũng không cho. Rồi muốn đá banh đi ra ngoài tham gia cũng không được. Thì những cái đó nó là chưa đúng, đúng không chị Linh Trang? Ốc trong câu chuyện á, thì bạn Phước bạn có dùng cái từ này mà có nghe được không, là mẹ con siết con quá không? Bạn ấy nãy không nói từ siết mà bạn nói từ kiểm soát. Em biết sao không? Tại vì mẹ bạn tự nói. Mẹ bạn là mấy lần nói với chị á là tại em siết nó quá đó chị. Dạ, siết quá. Và ra đây thì Ngọc có nói thêm, bổ sung thêm cái ý ở bên trong. Nhiều lần Ngọc nhắc đến là vẫn rất là cần em, nhưng mà cái tật nó vậy á, nó hay phản kháng lại. Nhưng Ngọc ơi, chị nhận ra là hai việc khác nhau vậy nè. Đúng là con nó cần em, nhưng mà nó cần cái gì? Con cần những lúc mà mẹ dịu dàng ngọt ngào, chứ con không có cần mẹ trong cuộc đời để mẹ siết con, là từ của em. Hoặc là cái từ bạn học sinh lớp 5 dùng là kiểm soát con. Thế thành thử ra là hồi nãy em có nói một từ chị rất là thích, mà nếu các bậc phụ huynh theo dõi chương trình có nghe thì mình cũng nghĩ xem là mình sẽ làm gì với cái điều Ngọc chia sẻ. Đó là em rất là quan tâm đến cái sự phát triển kỹ năng của con, cho nên em luôn tìm những cái cách, những cái hình thức sáng tạo để cho con có sự thay đổi phát triển tốt nhất. Và chị nghĩ rằng là cái người phụ huynh nào cũng mong đợi cái sự phát triển tốt nhất cho con, nhưng mà cái cách mà mình nghĩ là hay nhất á thì không có nghĩa là hay với mình, không có nghĩa là hay với trẻ. Đúng không Phước? Đúng rồi. Về nhà hả, nói đây nó rất là công chuyện. Không, mà thật sự là bạn ấy có nhiều cái không thích đâu mẹ. Nên mẹ phải xem lại đó. Mà mẹ thì nhiều lần mẹ nói là cái đó tốt cho con. Với lại con có nói với cô Ốc cái đoạn là con thích chơi với bạn đó, nhưng mà mẹ cứ hay rầy đó. Nhưng mà mẹ thì lại nói là mẹ không có rầy cái đoạn con chơi với bạn, mà mẹ rầy cái đoạn con chơi với cái máy kìa. Nhưng mà có một điều là mẹ Ngọc có một ưu điểm là nói là đã điều chỉnh cái công việc của bản thân để mà có thời giờ ở nhà với con nhiều hơn. Nhưng mà Ngọc, mình cái ranh giới giữa cái chuyện mình ở nhà với con vì tình thương với lại con cảm thấy mình ở nhà là một sự áp lực đối với con là nó mong manh lắm. Thành ra thì thay vì con nhận thấy là ô mẹ ở nhà mình hạnh phúc quá, thì có khi con thấy mẹ ở nhà mình mệt mỏi quá đó. Ngày nào cũng nói câu đó. Thế thì đằng nào mình cũng đã hy sinh công việc và thời giờ của mình, thì làm sao để mà cái thời giờ mình ở gần thì cả mình với con đều thấy thoải mái. Ừ, dạ. Nhưng mà có một điều chút xíu mẹ con mong đợi là lúc con nói á, con nhớ dạ thưa cho mẹ thấy trong lòng dễ chịu. Được không con? Dạ được. Đó, dạ được đó, nhướng mắt thì ghét chứ sợ. Thế lại cũng phải cho người ta gặp bạn bè à. Bây giờ được gặp lại rồi thì ngày cũng nào bạn gái cũng điện. Đó, mẹ làm sao mà tao thích nói chuyện với bạn hơn với mẹ đó là mẹ lỗ đó nha. Thế đó là mẹ phải xem lại nhé. Nói chứ ngày hôm nay á, Vân cũng phải gửi các bé nhà mình, thì có một bé là đi sang nhà nội, hai bé còn lại là đi sang nhà bạn, mà là hai bạn khác nhau. Một bé là mẹ sắp xếp người để đưa, còn một bé là ba đưa đi. Tức là mình ủng hộ chuyện là con nhớ bạn,